Phòng khách không chỉ là nơi tiếp đón khách khứa, mà còn là không gian quan trọng ảnh hưởng đến tài vận và sự thịnh vượng của cả gia đình. Trong phong thủy, phòng khách được ví như trái tim của ngôi nhà, nơi giao thoa giữa các nguồn năng lượng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài lộc cũng như mối quan hệ của gia chủ. Việc bố trí phòng khách sao cho đúng phong thủy không chỉ mang lại sự thoải mái, ấm cúng mà còn giúp thu hút may mắn và tài lộc đến với gia đình bạn. Hãy cùng khám phá cách bố trí từng món đồ nội thất trong phòng khách để tối đa hóa nguồn năng lượng tích cực, mang đến sự giàu có và may mắn không ngừng cho gia chủ. Một, vị trí và hướng đặt phòng khách, điểm khởi đầu của tài lộc. Trong phong thủy, vị trí của phòng khách đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kích hoạt tài lộc. Tốt nhất, phòng khách nên được đặt ở phần trung tâm của ngôi nhà hoặc ở khu vực gần cửa chính. Điều này giúp tạo sự lưu thông liên tục của khí tốt, đảm bảo rằng năng lượng tích cực luôn được duy trì và lan tỏa khắp ngôi nhà. Hướng của phòng khách cũng ảnh hưởng đến sự thịnh vượng. Theo phong thủy, hướng đông nam là hướng của tài lộc, rất phù hợp để đặt phòng khách. Nếu phòng khách của bạn hướng đông nam, nó sẽ giúp gia chủ thu hút tiền bạc và cơ hội tài chính từ nhiều nguồn khác nhau. Nếu không thể bố trí theo hướng này, bạn có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy để điều chỉnh năng lượng và tối ưu hóa tài lộc. Tác động, vị trí và hướng đặt phòng khách giúp tối ưu hóa dòng chảy năng lượng tài lộc, giúp gia chủ dễ dàng thu hút cơ hội kinh doanh và may mắn từ nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. 2. Bố trí ghế sofa, tăng cường sự đoàn kết và thu hút quý nhân. Sofa là trung tâm của phòng khách và là nơi tụ họp, giao lưu của gia đình và khách khứa. Do đó, việc bố trí ghế sofa theo phong thủy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và các mối quan hệ của gia đình. Khi đặt ghế sofa, hãy đảm bảo ghế tựa vào tường, tượng trưng cho sự vững chắc, ổn định trong cuộc sống và sự nghiệp. Ghế sofa không nên quay lưng ra cửa chính, bởi điều này có thể cản trở dòng chảy tài lộc và gây ra cảm giác bất an. Ngoài ra, số lượng ghế trong bộ sofa cũng nên là số lẻ, ví dụ như 3 hoặc 5 ghế, để tạo sự cân bằng âm dương. Ghế nên được bố trí theo hình chữ U hoặc hình tròn để tượng trưng cho sự đoàn kết, giúp gia đình hòa thuận và gắn kết. Tác động, bố trí ghế sofa đúng phong thủy giúp gia đình luôn đoàn kết, nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân và tạo điều kiện cho tài lộc liên tục vào nhà. Nó cũng mang lại cảm giác an toàn và vững chắc cho gia đình. 3. Đặt bàn trà, kích hoạt năng lượng tài lộc. Bàn trà được xem là trái tim của phòng khách và vị trí của nó ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy tài lộc trong không gian. Bàn trà nên được đặt ở trung tâm của bộ sofa và phải có kích thước phù hợp, không quá lớn hay quá nhỏ so với tổng thể. Nếu bàn trà quá lớn, nó có thể tạo ra sự mất cân đối trong không gian, cản trở năng lượng tài lộc. Ngược lại, nếu bàn trà quá nhỏ, nó sẽ không đủ sức để thu hút may mắn và tài lộc. Bên cạnh đó, chất liệu của bàn trà cũng cần được chú ý. Bàn trà bằng gỗ tự nhiên hoặc kính thường được khuyến khích trong phong thủy, bởi chúng tượng trưng cho sự bền vững và trong suốt, giúp năng lượng tích cực dễ dàng lan tỏa khắp không gian. Tránh sử dụng bàn trà có góc cạnh sắc nhọn, vì điều này có thể tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến tài lộc. Tác động, bàn trà đúng phong thủy sẽ giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, thu hút cơ hội tài chính và tạo sự cân bằng cho không gian sống. Nó cũng giúp duy trì một bầu không khí hài hòa, dễ chịu trong phòng khách. 4. Trang trí cây cảnh, tăng cường sinh khí và thu hút tài lộc. Cây xanh là yếu tố không thể thiếu trong phòng khách theo phong thủy. Cây cảnh không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp thanh lọc không khí, tăng cường sinh khí và năng lượng tích cực. Các loại cây như kim tiền, cây phát tài, cây lưỡi hổ hay cây bạch mã hoàng tử được coi là những lựa chọn tuyệt vời để thu hút tài lộc và may mắn. Khi đặt cây trong phòng khách, hãy chú ý đến vị trí và hướng đặt cây. Tốt nhất, cây nên được đặt ở góc đông nam của phòng khách, hướng của tài lộc. Tránh đặt cây ở những vị trí chắn lối đi hoặc làm cản trở dòng chảy năng lượng. Ngoài ra, bạn nên thường xuyên chăm sóc và giữ cho cây luôn xanh tươi, bởi cây héo úa có thể mang lại năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tài lộc và sức khỏe. Tác động, cây xanh giúp tăng cường sinh khí, thu hút tài lộc và tạo không gian tươi mới, hài hòa. Nó cũng giúp gia chủ cảm thấy sảng khoái, tinh thần thoải mái, từ đó dễ dàng thu hút cơ hội kinh doanh và tài chính.
5. Trang trí tranh phong thủy, kích hoạt tài lộc và bảo vệ gia chủ. Tranh treo tường trong phòng khách không chỉ là món đồ trang trí mà còn là công cụ mạnh mẽ trong phong thủy để thu hút tài lộc và bảo vệ gia chủ. Những bức tranh phong thủy như tranh cá chép vượt vũ môn, tranh hoa mẫu đơn, tranh cánh đồng lúa chín hay tranh thuyền buồm xuôi gió đều mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng và may mắn. Vị trí treo tranh cũng rất quan trọng. Tranh nên được treo ở những vị trí cao, nơi dễ nhìn thấy nhất khi bước vào phòng khách, điều này sẽ giúp gia tăng năng lượng tích cực. Tránh treo tranh ở những vị trí quá thấp hoặc những góc khuất, vì điều này sẽ làm giảm tác dụng phong thủy của bức tranh. Màu sắc của tranh cũng cần hài hòa với màu sắc tổng thể của phòng khách để tạo nên sự cân bằng năng lượng. Tác động, tranh phong thủy không chỉ làm đẹp cho không gian sống mà còn giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, bảo vệ gia chủ khỏi những năng lượng xấu và mang lại may mắn, thịnh vượng. 6. Đặt gương, phản chiếu năng lượng tích cực và nhân đôi tài lộc. Gương là một trong những vật phẩm phong thủy mạnh mẽ nhất khi nói đến việc phản chiếu và nhân đôi năng lượng tích cực. Khi đặt gương trong phòng khách, bạn có thể thu hút nhiều tài lộc và may mắn hơn nếu biết cách sử dụng đúng. Gương không nên được đặt đối diện với cửa chính, vì điều này sẽ khiến năng lượng tốt và tài lộc bị đẩy ra ngoài. Thay vào đó, hãy đặt gương ở những vị trí mà nó có thể phản chiếu hình ảnh đẹp, như hình ảnh của cây cảnh, tranh phong thủy hay đèn sáng. Điều này sẽ giúp nhân đôi những nguồn năng lượng tích cực và tạo ra cảm giác rộng rãi, thoáng đãng cho phòng khách. Tác động, gương trong phong thủy giúp phản chiếu và khuếch tán năng lượng tích cực, nhân đôi tài lộc và tạo không gian mở, thu hút nhiều cơ hội may mắn cho gia chủ. 7. Đèn chiếu sáng, kích hoạt năng lượng dương, mang lại sự thịnh vượng. Ánh sáng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kích hoạt năng lượng dương trong phong thủy. Phòng khách cần được chiếu sáng đầy đủ, không chỉ bằng ánh sáng tự nhiên mà còn từ hệ thống đèn chiếu sáng. Đèn trong phòng khách nên có ánh sáng ấm áp, tạo cảm giác thân thiện và thoải mái. Hãy lựa chọn những loại đèn có kiểu dáng mềm mại, tránh các loại đèn có hình dáng sắc nhọn hoặc tạo ra bóng tối góc cạnh, vì điều này có thể tạo ra năng lượng tiêu cực. Đèn nên được đặt ở những vị trí chiến lược để ánh sáng có thể lan tỏa đều khắp phòng, giúp kích hoạt năng lượng dương, mang lại sự ấm cúng và thịnh vượng. Tác động, đèn chiếu sáng không chỉ mang lại ánh sáng mà còn giúp kích hoạt năng lượng dương, thu hút tài lộc và tạo không gian ấm áp, thịnh vượng cho phòng khách. Bố trí phòng khách theo phong thủy không chỉ là việc sắp xếp nội thất mà còn là cách bạn cân bằng và kích hoạt năng lượng tích cực trong ngôi nhà. Từ việc lựa chọn vị trí, hướng đặt các vật phẩm nội thất cho đến cách sử dụng ánh sáng, cây xanh và tranh phong thủy, tất cả đều góp phần mang lại tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia đình. Hãy áp dụng những nguyên tắc phong thủy trên vào không gian sống của bạn để cảm nhận sự thay đổi tích cực trong tài lộc và may mắn. Trong phong thủy, không gian dưới gầm giường được xem như một nơi cực kỳ quan trọng nhưng thường bị bỏ qua. Nhiều người chỉ coi đây là nơi chứa đồ đạc hoặc để trống mà không biết rằng, nếu biết cách tận dụng đúng cách, khu vực này có thể trở thành một kho báu phong thủy, giúp gia chủ thu hút tài lộc và may mắn. Có những vật phẩm phong thủy khi được đặt dưới gầm giường sẽ kích hoạt năng lượng tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và sung túc. Đặt 7 vật dưới gầm giường không chỉ giúp bạn bảo vệ tài sản, mà còn là chìa khóa giúp may mắn ùa về ngập nhà, gia đình an khang thịnh vượng. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá từng vật phẩm và cách chúng có thể ảnh hưởng tích cực đến vận mệnh của bạn. 1. Hũ gạo đầy đủ, sự biểu tượng cho no đủ và ổn định. Hũ gạo là một trong những biểu tượng phong thủy mạnh mẽ nhất trong văn hóa Á Đông. Gạo không chỉ là thực phẩm nuôi sống con người mà còn tượng trưng cho sự no đủ và thịnh vượng. Đặt một hũ gạo đầy dưới gầm giường sẽ kích hoạt nguồn năng lượng của sự ổn định và tài lộc. Nhiều người không biết rằng việc giữ một hũ gạo đầy còn là cách để thu hút dòng chảy tài chính đều đặn, giúp gia đình luôn dư dả về tài sản và không gặp phải thiếu thốn. Thêm vào đó, trong phong thủy, việc giữ gạo đầy đủ và thay đổi định kỳ là cách để duy trì sự lưu thông của năng lượng. Một hũ gạo trống hoặc lâu ngày không thay sẽ tích tụ năng lượng trì trệ, cản trở dòng chảy của tài lộc. Khi đặt hũ gạo dưới giường, bạn đang gửi một thông điệp tới vũ trụ rằng mình luôn sẵn sàng đón nhận sự đủ đầy và sung túc. Tác động, hũ gạo không chỉ mang lại sự ổn định về tài chính mà còn giúp gia chủ có được cảm giác an yên.
Việc luôn giữ hũ gạo đầy là một cách để tạo nên nguồn năng lượng tích cực, giúp tài lộc và may mắn luôn hiện diện trong cuộc sống. 2. Đồng tiền cổ, nối liền quá khứ với hiện tại để bảo vệ và phát triển tài lộc. Đồng tiền cổ trong phong thủy là biểu tượng của sự liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và tài sản. Khi bạn đặt đồng tiền cổ dưới gầm giường, nó không chỉ giúp bảo vệ tài sản hiện tại mà còn mở ra những cơ hội mới cho tương lai. Những họa tiết trên đồng tiền cổ thường mang ý nghĩa thịnh vượng và trường tồn, giúp kích hoạt năng lượng tài chính dồi dào. Đồng tiền cổ thường được sử dụng trong các lễ nghi phong thủy như một vật phẩm thiêng liêng, giúp bảo vệ gia chủ khỏi những mất mát không mong muốn và giúp thu hút tài lộc từ những nguồn không ngờ tới. Đặt dưới giường ngủ, đồng tiền cổ sẽ phát huy công dụng tối đa trong việc bảo vệ và kích hoạt tài lộc. Tác động, đồng tiền cổ không chỉ giúp bảo vệ tài sản hiện có mà còn giúp mở ra cánh cửa dẫn đến những cơ hội tài chính mới, giúp gia chủ luôn duy trì và phát triển tài sản một cách ổn định và bền vững. 3. Quả cầu pha lê, khuếch tán năng lượng tích cực, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Quả cầu pha lê là một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến nhất được sử dụng để cải thiện vận khí và tăng cường may mắn. Khi đặt dưới gầm giường, quả cầu pha lê sẽ khuếch tán năng lượng tích cực trong không gian sống của bạn, đồng thời loại bỏ những yếu tố tiêu cực có thể cản trở tài lộc và may mắn của gia đình. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cảm thấy cuộc sống của mình đang trì trệ hoặc gặp khó khăn về tài chính. Năng lượng của pha lê rất mạnh mẽ trong việc tạo ra sự cân bằng giữa các yếu tố trong không gian sống. Nó giúp thúc đẩy dòng chảy năng lượng tích cực, cải thiện mối quan hệ, sức khỏe và tài lộc cho cả gia đình. Đặt quả cầu pha lê dưới giường không chỉ cải thiện giấc ngủ mà còn làm tăng khả năng thu hút tài lộc và may mắn. Tác động, quả cầu pha lê sẽ giúp bạn loại bỏ những năng lượng tiêu cực xung quanh, giúp cuộc sống trở nên hài hòa và thịnh vượng hơn. Nó sẽ kích hoạt nguồn năng lượng tài lộc, giúp gia đình ngày càng giàu có và thịnh vượng. 4. Sách kinh doanh hoặc tài liệu về thịnh vượng, kích thích trí tuệ và ý chí làm giàu. Sách luôn là biểu tượng của trí tuệ và sự khai sáng. Khi bạn đặt sách về kinh doanh hoặc các tài liệu về thịnh vượng dưới gầm giường, bạn không chỉ kích hoạt năng lượng của sự thông thái mà còn thúc đẩy ý chí và động lực làm giàu. Những cuốn sách này chứa đựng kiến thức quý báu, giúp bạn phát triển tư duy sáng tạo và tìm kiếm cơ hội mới trong cuộc sống và công việc. Trong phong thủy, sách không chỉ giúp bạn tiếp thu kiến thức mà còn là một vật phẩm phong thủy mạnh mẽ trong việc phát triển bản thân. Nó giúp bạn duy trì động lực và tinh thần cầu tiến, tạo điều kiện để thu hút những cơ hội tài chính mới và thành công trong cuộc sống. Tác động, đặt sách dưới gầm giường giúp bạn luôn có động lực và trí tuệ để vươn lên. Nó giúp duy trì sự kiên định và ý chí làm giàu, từ đó gia chủ sẽ dễ dàng đạt được những mục tiêu tài chính và sự nghiệp trong tương lai. 5. Bao lì xì đỏ, màu sắc của tài lộc và sự phú quý. Bao lì xì đỏ là biểu tượng mạnh mẽ của tài lộc và may mắn trong phong thủy. Khi bạn đặt bao lì xì đỏ dưới gầm giường, bạn đang kích hoạt nguồn năng lượng tài chính và tạo điều kiện cho sự thịnh vượng ùa về. Màu đỏ là màu sắc của sự may mắn, của tài lộc và sự thành công, và bao lì xì đỏ tượng trưng cho việc dòng chảy tài lộc không ngừng được thúc đẩy. Để tăng thêm tác dụng, bao lì xì nên chứa một ít tiền hoặc vàng. Đây là cách giúp bạn gửi một thông điệp mạnh mẽ đến vũ trụ rằng bạn sẵn sàng đón nhận sự thịnh vượng và may mắn. Gia chủ sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong các cơ hội tài chính cũng như mối quan hệ công việc khi đặt bao lì xì đỏ dưới giường. Tác động, bao lì xì đỏ không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp gia chủ dễ dàng đạt được các mục tiêu tài chính. Đặt bao lì xì dưới gầm giường sẽ kích hoạt nguồn năng lượng tài lộc mạnh mẽ, giúp bạn nhanh chóng đạt được sự thịnh vượng và giàu có. 6. Thỏi vàng phong thủy, biểu tượng của sự giàu có và bảo vệ tài sản. Thỏi vàng trong phong thủy luôn được coi là biểu tượng của sự giàu có và thành công. Đặt thỏi vàng dưới gầm giường sẽ giúp gia chủ thu hút tài lộc, giữ vững tài sản và bảo vệ khỏi những nguy cơ tài chính bất ngờ. Thỏi vàng không chỉ là một biểu tượng của sự trù phú mà còn đại diện cho sự bền vững trong cuộc sống. Khi đặt dưới giường, thỏi vàng sẽ kích hoạt năng lượng thịnh vượng, giúp gia chủ bảo vệ tài sản và không ngừng phát triển về mặt tài chính. Ngoài ra, thỏi vàng còn giúp cân bằng năng lượng trong không gian sống, tạo nên một môi trường hài hòa và sung túc. Tác động,
Thỏi vàng giúp gia chủ không chỉ thu hút tài lộc mà còn bảo vệ tài sản khỏi những rủi ro không mong muốn. Đặt thỏi vàng dưới giường là cách đơn giản nhưng hiệu quả để đảm bảo rằng bạn luôn duy trì và phát triển sự giàu có trong cuộc sống. 7. Bát nước muối và đồng xu, thanh lọc không gian, kích hoạt tài lộc. Trong phong thủy, nước muối kết hợp với đồng xu được coi là một phương pháp thanh lọc mạnh mẽ, giúp loại bỏ năng lượng tiêu cực và kích hoạt tài lộc. Khi đặt bát nước muối và đồng xu dưới gầm giường, nó sẽ thanh lọc không gian sống, giúp gia đình bạn luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và sẵn sàng đón nhận tài lộc. Bát nước muối là một phương pháp cổ xưa trong phong thủy, được sử dụng để loại bỏ năng lượng âm và mang lại sự cân bằng âm dương trong nhà. Đặt dưới giường, nó không chỉ giúp bạn có giấc ngủ ngon mà còn làm tăng khả năng thu hút tài lộc và may mắn. Tác động, bát nước muối và đồng xu sẽ giúp loại bỏ những năng lượng xấu trong không gian sống, tạo điều kiện cho dòng chảy tài lộc và may mắn phát triển. Gia chủ sẽ cảm nhận được sự thanh thản, nhẹ nhàng và từ đó tài lộc sẽ tự động tìm đến. Việc tận dụng không gian dưới gầm giường một cách thông minh không chỉ giúp bạn thu hút tài lộc mà còn bảo vệ sức khỏe và sự thịnh vượng cho gia đình. Những vật phẩm phong thủy này không chỉ mang lại tài lộc tức thì mà còn giúp duy trì năng lượng tích cực trong cuộc sống. Hãy thực hiện ngay và cảm nhận sự thay đổi mạnh mẽ trong tài chính và vận may của bạn. Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại mang trong mình những ý nghĩa sâu xa mà ít ai biết đến. Theo phong thủy và tâm linh, việc vô tình nhặt được những vật phẩm đặc biệt khi đang đi trên đường không chỉ là sự tình cờ mà còn là tín hiệu từ vũ trụ gửi đến. Đó là điềm báo rằng vận may đang đến gần và bạn có thể sắp nhận được tài lộc, thịnh vượng từ trời ban. Những vật phẩm này không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp kích hoạt dòng chảy năng lượng tích cực, mang lại sự giàu có và thành công cho người nhặt được. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đi trên một con đường quen thuộc và đột nhiên bạn nhặt được một vật nhỏ xinh. Bạn có thể không để ý nhiều đến nó, nhưng theo phong thủy, những vật phẩm này chính là dấu hiệu rằng cuộc sống của bạn sắp bước sang một giai đoạn mới, với tài lộc và may mắn sẽ ùa về. Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 7 vật phẩm cực kỳ may mắn. Nếu bạn vô tình nhặt được chúng khi đang đi trên đường, hãy xem đó như là một tín hiệu từ trời đất, rằng sự phát tài, giàu có đang chờ đợi bạn phía trước. 1. Nhặt được tiền lẻ, điềm báo tiền tài đổ về. Nhặt được tiền lẻ, dù là đồng xu nhỏ hay tờ tiền giấy, luôn là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của việc vận may tài lộc đang đến gần. Tiền bạc luôn là biểu tượng của sự giàu có, và trong phong thủy, việc nhặt được tiền trên đường là điềm báo rằng dòng chảy tài lộc sắp tìm đến với bạn. Đó có thể là một cơ hội kinh doanh mới, một khoản thu nhập bất ngờ, hoặc đơn giản là bạn sắp nhận được một phần thưởng lớn từ công việc. Nhiều người tin rằng khi nhặt được tiền lẻ, đó là lời nhắc nhở từ vũ trụ rằng tài vận của bạn đang thăng hoa. Đừng xem thường việc nhặt được một đồng xu nhỏ, bởi nó tượng trưng cho sự khởi đầu của những điều may mắn và tài lộc lớn hơn. Hãy giữ nó như một biểu tượng của sự thịnh vượng và mang theo bên mình để kích hoạt năng lượng tích cực. 2. Nhặt được chiếc chìa khóa, mở cửa vận may. Chìa khóa không chỉ là vật dụng để mở cửa vật lý mà còn là biểu tượng mạnh mẽ trong phong thủy, tượng trưng cho việc mở cửa những cơ hội và thành công mới. Nếu bạn vô tình nhặt được một chiếc chìa khóa trên đường, đó là dấu hiệu rằng bạn sắp mở ra một cánh cửa mới trong cuộc sống, nơi mà tài lộc, thịnh vượng và may mắn sẽ đến với bạn. Chiếc chìa khóa còn tượng trưng cho việc giải quyết những vấn đề đang tồn tại, giúp bạn tháo gỡ những khó khăn mà trước đây bạn chưa thể giải quyết. Nó là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của bạn đang chuẩn bị có những bước tiến lớn và những cơ hội tốt đẹp sắp đến. Trong phong thủy, việc nhặt được chìa khóa cũng thể hiện rằng bạn sắp bước vào một giai đoạn mới của sự nghiệp hoặc tài chính, nơi mà mọi cánh cửa đều mở ra để chào đón bạn. Đó là thời điểm để bạn nắm bắt cơ hội và phát huy hết khả năng của mình. 3. Nhặt được tờ tiền có số seri đẹp, điềm lành trúng số. Tờ tiền có số seri đặc biệt không chỉ là biểu tượng của may mắn mà còn chứa đựng năng lượng tài lộc mạnh mẽ. Nếu bạn nhặt được một tờ tiền với số seri đẹp, đặc biệt là những số như 8, 6 hoặc các con số phong thủy khác, đó là điềm báo rằng bạn đang đứng trước cơ hội lớn để phát tài. Số 8 trong phong thủy tượng trưng cho sự phát triển và không giới hạn,
trong khi số 6 tượng trưng cho sự thuận lợi và may mắn. Việc nhặt được tờ tiền này có thể là dấu hiệu cho thấy bạn sắp trúng thưởng trong một cuộc thi, nhận được một khoản tiền bất ngờ hoặc thậm chí là sự thăng tiến trong công việc. Số series đẹp không chỉ mang lại tài lộc mà còn giúp bạn giữ được sự ổn định và thịnh vượng trong thời gian dài. 4. Nhặt được bút viết, khai thông trí tuệ, sự nghiệp thăng tiến. Bút viết là biểu tượng của trí tuệ và sự nghiệp. Khi bạn nhặt được một chiếc bút, đó là điềm báo rằng bạn đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của sự nghiệp, nơi mà trí tuệ của bạn sẽ được khai thông và bạn sẽ có cơ hội để thăng tiến nhanh chóng. Trong phong thủy, việc nhặt được bút còn cho thấy bạn đang trên con đường thành công và những cánh cửa mới đang mở ra trước mắt. Những ý tưởng mới, sáng tạo sẽ đến với bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn và đạt được những mục tiêu trong công việc. 5. Nhặt được đá phong thủy tự nhiên, năng lượng vũ trụ hỗ trợ. Viên đá phong thủy tự nhiên mà bạn nhặt được trên đường có thể không chỉ là một vật phẩm bình thường, mà còn là một bùa may mắn mạnh mẽ trong phong thủy. Những viên đá tự nhiên như thạch anh, mã não hay hổ phách đều có khả năng thu hút năng lượng tích cực từ vũ trụ, mang lại sự cân bằng và thịnh vượng cho chủ nhân của nó. Nhặt được đá phong thủy cho thấy bạn đang được hỗ trợ từ vũ trụ, và năng lượng tích cực sẽ dẫn dắt bạn tới thành công. Đừng xem thường những viên đá nhỏ mà bạn tìm thấy, bởi chúng mang trong mình những sức mạnh tinh tế giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp và tài chính. 6. Nhặt được chiếc vòng bạc, sự bảo vệ và tài lộc đến với bạn. Vòng bạc là biểu tượng của sự bảo vệ và tài lộc. Nếu bạn vô tình nhặt được chiếc vòng bạc trên đường, đó là dấu hiệu của sự may mắn và tài lộc đang đến gần. Trong phong thủy, bạc có khả năng đẩy lùi năng lượng tiêu cực và thu hút tài lộc, giúp bạn bảo vệ những gì mình đang có. Nhặt được vòng bạc còn là tín hiệu rằng bạn đang nhận được sự bảo vệ từ những nguồn lực vô hình, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chiếc vòng bạc này sẽ là lá bùa hộ mệnh giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính và thu hút thêm nhiều tài lộc. 7. Nhặt được lông chim đại bàng, sức mạnh và khả năng vượt trội. Lông chim đại bàng từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự tự do, sức mạnh và tầm nhìn xa. Nếu bạn nhặt được lông chim đại bàng trên đường, đó là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu lớn trong cuộc sống. Lông đại bàng còn tượng trưng cho sự bảo vệ, giúp bạn tránh khỏi những nguy hiểm và thu hút những điều may mắn. Lông đại bàng còn đại diện cho sức mạnh cá nhân và khả năng vượt qua mọi thách thức. Khi nhặt được vật này, đó là tín hiệu rằng bạn sẽ đạt được thành công to lớn và tài lộc sẽ đến với bạn nhanh chóng. Nó còn mang ý nghĩa rằng bạn đang được sự bảo vệ của vũ trụ, giúp bạn tiến bước trên con đường phát triển. Việc nhặt được những vật phẩm này trên đường không chỉ là sự tình cờ mà còn mang trong mình những dấu hiệu của sự thịnh vượng và tài lộc đang đến với bạn. Trong phong thủy, những vật phẩm như tiền lẻ, chìa khóa, đá phong thủy hay lông chim đại bàng đều có khả năng kích hoạt dòng chảy tài lộc, giúp bạn thu hút may mắn và sự phát đạt. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta những bất ngờ, và nếu bạn tình cờ nhặt được những vật phẩm này, hãy xem đó là cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình. Đừng bỏ qua những điềm báo may mắn này, bởi chúng có thể là dấu hiệu rằng cuộc sống của bạn đang trên đà phát triển, với tài lộc và thịnh vượng sắp đổ về. Hãy tin tưởng vào những gì vũ trụ gửi gắm và chuẩn bị đón nhận sự thăng hoa trong công việc, tài chính và cuộc sống. 7. Biểu tượng phong thủy giúp thu hút tiền tài, công việc thuận lợi và cuộc sống sung túc. Những biểu tượng này không chỉ mang đến tài lộc mà còn giúp bạn tạo dựng sự ổn định và phát triển trong sự nghiệp, từ đó mang lại sự sung túc và hạnh phúc cho gia đình. Có thể bạn đã từng nghe qua về các biểu tượng phong thủy này, nhưng để hiểu rõ và áp dụng đúng cách, bạn cần nắm vững ý nghĩa và vai trò của chúng. Việc đặt chúng đúng vị trí trong nhà hoặc nơi làm việc sẽ tạo ra luồng năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và hóa giải những điều không may mắn. Hãy cùng tôi khám phá những biểu tượng đặc biệt này ngay sau đây. 1. Thuyền buồm, biểu tượng cho sự hanh thông và thuận lợi. Thuyền buồm từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự thành công và thịnh vượng trong phong thủy. Hình ảnh thuyền buồm lướt sóng, mang theo của cải từ xa về nhà chính là biểu tượng của sự thuận buồm xuôi gió, một khởi đầu mới tốt lành, may mắn, và giúp gia chủ gặp nhiều cơ hội phát tài. Thuyền buồm nên được đặt ở hướng đông nam hoặc hướng bắc của ngôi nhà hoặc văn phòng làm việc.
Điều này giúp kích hoạt luồng sinh khí mạnh mẽ, đưa tài lộc về từ các phương xa. Đặc biệt, khi bạn trang trí bằng thuyền buồm, hãy nhớ đặt một vài đồng xu vàng hoặc tiền vào thuyền để biểu thị cho việc thu hút tài lộc từ mọi phương. Hình ảnh thuyền buồm giúp gia chủ vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai và nhận về nhiều thành công lớn. 2. Tượng cá chép, biểu tượng của sự kiên trì và thành công. Cá chép là biểu tượng đặc biệt của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Trong truyền thuyết phương Đông, cá chép hóa rồng khi vượt qua mọi thử thách là biểu tượng cho sự vượt qua khó khăn và đạt được thành công lớn. Chính vì thế, cá chép trong phong thủy là một biểu tượng quan trọng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp và phát triển trong cuộc sống. Đặt tượng cá chép trong phòng khách, trên bàn làm việc hoặc trên kệ trang trí không chỉ giúp tăng cường sự kiên nhẫn mà còn thu hút tài lộc, giúp công việc làm ăn của gia chủ ngày càng thuận lợi. Đối với những người kinh doanh, biểu tượng cá chép còn đại diện cho may mắn và thành công trong buôn bán, mang lại những hợp đồng lớn và lợi nhuận. 3. Phật Di Lặc, biểu tượng của hạnh phúc và thịnh vượng. Phật Di Lặc, vị Phật cười luôn mang đến cảm giác bình an, vui vẻ và thịnh vượng. Hình ảnh Phật Di Lặc bụng tròn, cười vui vẻ không chỉ giúp gia đình hòa thuận mà còn giúp xua đuổi những điều xui xẻo, mang lại vận may và tài lộc. Khi trưng bày Phật Di Lặc trong nhà, hãy chọn những vị trí như phòng khách, phòng làm việc hoặc trên kệ cao để tăng cường vận khí. Đặc biệt, việc thờ Phật Di Lặc còn giúp bảo vệ gia đình khỏi những năng lượng tiêu cực, mang lại sức khỏe, thịnh vượng và an khang. Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự vui vẻ và phát tài, mang đến những điều may mắn không chỉ cho gia đình mà còn cho sự nghiệp. 4. Cây kim tiền, biểu tượng của sự giàu có và sung túc. Cây kim tiền hay còn gọi là cây tài lộc, là một trong những loại cây phong thủy phổ biến nhất. Cây kim tiền được biết đến với khả năng thu hút tài lộc, tăng cường sự phát triển tài chính và mang lại sự giàu có cho gia chủ. Điều đặc biệt của loại cây này là nó rất dễ chăm sóc và phù hợp với mọi không gian. Bạn có thể đặt cây kim tiền ở gần cửa ra vào, bàn làm việc hoặc phòng khách để kích hoạt luồng năng lượng tài chính. Đặc biệt, khi trồng cây kim tiền, bạn có thể buộc những đồng xu vàng hoặc đỏ trên các nhánh cây để tăng cường sinh khí và phát huy khả năng hút tài lộc mạnh mẽ. Đây là loại cây mà bất kỳ gia chủ nào cũng nên có để thu hút may mắn và thịnh vượng. 5. Tỳ hưu, linh vật hút tài lộc. Tỳ hưu là một trong những linh vật phong thủy nổi tiếng nhất về khả năng hút tài lộc. Theo truyền thuyết, tỳ hưu không có hậu môn, chỉ có khả năng thu vào mà không cho ra, tượng trưng cho việc tài lộc vào nhà mà không thất thoát. Đặc biệt, tỳ hưu không chỉ giúp hút tài lộc mà còn xua đuổi tà khí, bảo vệ gia chủ khỏi những năng lượng tiêu cực. Tỳ hưu có thể được đặt trên bàn làm việc, phòng khách hoặc phòng ngủ, nhưng hãy nhớ luôn để mặt của tỳ hưu hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ để linh vật này có thể thu hút tài lộc từ bên ngoài vào. Nhiều người kinh doanh tin rằng tỳ hưu sẽ mang đến những cơ hội tài chính lớn và giúp họ tránh khỏi những rủi ro không đáng có. 6. Đồng xu cổ, tượng trưng cho tiền tài trường tồn. Đồng xu cổ từ thời phong kiến đã trở thành biểu tượng của sự trường thọ về tiền tài và phát đạt. Hình tròn của đồng xu tượng trưng cho trời, trong khi hình vuông ở giữa đại diện cho đất, kết hợp với nhau mang lại sự hài hòa giữa âm và dương. Chính vì vậy, đồng xu cổ thường được sử dụng trong phong thủy để kích hoạt năng lượng dương mạnh mẽ, giúp gia chủ hút tài lộc và đem lại may mắn. Gia chủ có thể treo đồng xu cổ trước cửa nhà, cổng chính, hoặc trên cửa ra vào để đồng xu phát huy tác dụng thu hút tài lộc. Đồng xu cổ cũng có thể được đặt dưới gối, trong ví tiền để mang lại sự phát đạt và thịnh vượng. 7. Tiền ngũ đế, năng lượng của sự bảo vệ và tài lộc. Tiền ngũ đế là năm đồng xu cổ từ thời các triều đại hùng mạnh của Trung Quốc. Những đồng xu này không chỉ đại diện cho quyền lực mà còn mang ý nghĩa trấn giữ tài lộc và bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa. Khi đặt tiền ngũ đế trong nhà, bạn sẽ cảm nhận được năng lượng bảo vệ mạnh mẽ và sự gia tăng tài lộc, đặc biệt là trong công việc làm ăn kinh doanh. Tiền ngũ đế thường được treo ở cửa ra vào hoặc mang theo bên mình như một vật phẩm phong thủy. Người ta tin rằng khi mang theo tiền ngũ đế, không chỉ tài lộc sẽ đến mà những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống cũng sẽ được hóa giải. Áp dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Phong thủy là một hệ thống kiến thức cổ xưa giúp chúng ta tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong không gian sống và làm việc. Những biểu tượng phong thủy như thuyền buồm, tỳ hưu,
Phật Di Lặc, cá chép và tiền ngũ đế đều có khả năng thu hút tài lộc và may mắn, giúp cuộc sống của bạn trở nên sung túc và thịnh vượng. Việc áp dụng đúng các nguyên tắc phong thủy không chỉ mang lại sự bình yên cho gia đình mà còn giúp bạn phát triển sự nghiệp và tăng cường sức khỏe. Với các biểu tượng phong thủy được đặt đúng chỗ, chắc chắn bạn sẽ nhận được năng lượng tích cực, công việc thuận lợi và tài lộc không ngừng chảy về. Phong thủy từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, không chỉ là cách sắp xếp đồ đạc trong nhà mà còn là cách chúng ta chăm sóc không gian sống để thu hút năng lượng tích cực. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng, tại sao cùng một ngôi nhà, nhưng có người luôn gặp may mắn, tài lộc đầy nhà, trong khi người khác lại gặp khó khăn chồng chất? Bí quyết không nằm ở đâu xa, mà chính là ở sự sạch sẽ, ngăn nắp của ngôi nhà bạn. Theo phong thủy, những nơi bẩn thỉu, lộn xộn trong nhà không chỉ làm mất đi thẩm mỹ mà còn ngăn cản dòng chảy của tài lộc, khiến năng lượng tích cực bị đình trệ và tiêu tan. Những góc khuất, những nơi ít được để ý lại chính là những điểm quan trọng ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ. Và điều đặc biệt là khi những vị trí này được duy trì sạch sẽ, nó không chỉ giúp ngôi nhà trở nên thoáng đãng mà còn thu hút tài lộc, thịnh vượng, mang lại sự may mắn cho gia chủ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 7 vị trí quan trọng trong ngôi nhà mà càng sạch sẽ, gia chủ càng dễ thu hút tài lộc về ngập nhà. Đây là những nơi không phải ai cũng để ý, nhưng lại có tác động vô cùng lớn đến vận mệnh tài chính và sự thịnh vượng của gia đình. Hãy cùng khám phá ngay bây giờ, để biết cách làm sao giữ cho ngôi nhà của mình luôn là nguồn cảm hứng và tài lộc không bao giờ cạn kiệt. 1. Cửa chính, đón nhận năng lượng tài lộc. Cửa chính là điểm giao thoa giữa không gian bên ngoài và bên trong ngôi nhà, là nơi đầu tiên mà năng lượng, tài lộc từ bên ngoài vào nhà. Đây là một trong những vị trí quan trọng nhất trong phong thủy. Một cánh cửa chính sạch sẽ, không có vết bẩn, không bị cản trở bởi đồ vật sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng chảy vào nhà, mang theo tài lộc và thịnh vượng. Bạn nên thường xuyên lau dọn cửa chính, cả bên trong lẫn bên ngoài, và đảm bảo không có vật gì cản trở lối vào. Đặc biệt, không nên để giày dép bừa bộn trước cửa nhà vì điều này sẽ ngăn cản dòng chảy năng lượng tích cực. Một cánh cửa chính thoáng đãng, sáng sủa là dấu hiệu cho thấy vận may đang mỉm cười với gia đình bạn, mang lại nhiều cơ hội về tài lộc và thành công. 2. Phòng khách, nơi tập trung năng lượng thịnh vượng. Phòng khách chính là trái tim của ngôi nhà, nơi gia đình sum họp và tiếp khách. Trong phong thủy, phòng khách không chỉ là nơi tiếp đón người thân, bạn bè mà còn là nơi thu hút và lưu giữ tài lộc cho gia chủ. Nếu phòng khách bị lộn xộn, bụi bẩn, tài lộc sẽ khó lòng dừng lại mà thay vào đó là những năng lượng tiêu cực. Bạn nên thường xuyên lau dọn và sắp xếp lại phòng khách để tạo không gian thông thoáng, sạch sẽ. Đặc biệt, các khu vực như bàn ghế, tivi và những góc khuất trong phòng cần được chú ý dọn dẹp thường xuyên. Nếu có thể, bạn hãy bày trí thêm những đồ vật mang lại may mắn như cây xanh, đá phong thủy hoặc những bức tranh phong thủy để tăng cường sự thịnh vượng. Một phòng khách sáng sủa, gọn gàng sẽ là nền tảng để gia đình bạn thu hút tài lộc và sự giàu có. 3. Nhà bếp, biểu tượng của sự no đủ và tài lộc. Trong phong thủy, nhà bếp được coi là biểu tượng của sự no đủ và thịnh vượng. Nếu căn bếp của bạn bị bẩn, đầy dầu mỡ, hoặc thức ăn thừa vứt bừa bãi, điều này có thể làm cản trở năng lượng tích cực và tài lộc. Căn bếp sạch sẽ không chỉ giúp gia chủ duy trì sự no đủ mà còn thu hút vận may tài chính. Bạn nên đảm bảo bếp luôn được dọn dẹp sau mỗi bữa ăn, các vật dụng nhà bếp như nồi niêu, chảo cũng cần được rửa sạch và sắp xếp gọn gàng. Tủ lạnh cũng là một nơi quan trọng, hãy giữ cho nó luôn gọn gàng, không để thức ăn hư hỏng. Một căn bếp sạch sẽ mang lại cảm giác thoải mái, kích hoạt năng lượng tích cực, giúp tài lộc không ngừng chảy vào nhà. 4. Phòng ngủ, nơi giữ gìn sức khỏe và tài lộc. Phòng ngủ là nơi chúng ta nghỉ ngơi, nhưng ít ai biết rằng, theo phong thủy, đây cũng là nơi ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia chủ. Một phòng ngủ bừa bộn, không gọn gàng có thể làm tiêu tan năng lượng tích cực, khiến bạn mất đi vận may tài chính. Bạn nên đảm bảo giường ngủ luôn được giữ sạch sẽ, ga trải giường, chăn gối phải được thay thường xuyên. Không nên đặt quá nhiều đồ dưới gầm giường, vì điều này có thể làm cản trở dòng chảy của năng lượng tích cực.
Hãy để phòng ngủ trở thành nơi bạn thực sự được nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng, đồng thời giữ gìn tài lộc và sức khỏe. 5. Phòng tắm, nơi làm sạch cơ thể và năng lượng tiêu cực. Phòng tắm là nơi chúng ta gột rửa cơ thể và tâm hồn, loại bỏ những căng thẳng và năng lượng tiêu cực sau một ngày dài. Tuy nhiên, nếu phòng tắm bị dơ bẩn, ẩm ướt, nó không chỉ làm mất đi tính thẩm mỹ mà còn làm trì hoãn dòng chảy của tài lộc vào nhà. Nước trong phong thủy tượng trưng cho tài lộc, vì vậy phòng tắm cần phải sạch sẽ, khô ráo để đảm bảo tài lộc không bị rò rỉ ra ngoài. Hãy thường xuyên lau dọn phòng tắm, đặc biệt là các góc tường, gạch men và vòi nước. Tránh để vòi nước rò rỉ, vì điều này tượng trưng cho việc tiền bạc bị thất thoát. Một phòng tắm sạch sẽ không chỉ giúp bạn giữ gìn sức khỏe mà còn giúp gia đình thu hút tài lộc, may mắn. 6. Cầu thang, lưu thông dòng chảy năng lượng. Cầu thang trong nhà không chỉ là nơi kết nối các tầng mà còn là nơi dẫn dắt năng lượng từ tầng dưới lên tầng trên. Một cầu thang bẩn, đầy bụi sẽ làm chặn đứng dòng chảy của năng lượng, làm cho tài lộc không thể lưu thông tự do trong ngôi nhà. Bạn cần thường xuyên lau dọn và quét sạch cầu thang, không để đồ đạc chặn đường đi. Đặc biệt, nên tránh để cầu thang quá tối tăm, vì điều này sẽ làm giảm sức mạnh của năng lượng. Hãy đảm bảo cầu thang luôn được chiếu sáng và sạch sẽ để tạo điều kiện thuận lợi cho tài lộc và may mắn lưu thông. 7. Bàn thờ, kết nối với tổ tiên và thần linh. Bàn thờ là nơi linh thiêng nhất trong nhà, là nơi kết nối gia đình với tổ tiên, thần linh. Việc giữ cho bàn thờ luôn sạch sẽ, ngăn nắp không chỉ là cách thể hiện lòng thành kính mà còn giúp thu hút sự phù hộ, độ trì từ tổ tiên, mang lại tài lộc và may mắn. Hãy thường xuyên lau dọn bàn thờ, không để bụi bẩn tích tụ và thay hoa, đèn nhang thường xuyên. Đặc biệt, không nên để đồ cúng héo úa quá lâu trên bàn thờ, vì điều này sẽ làm mất đi sự linh thiêng và ảnh hưởng đến vận may của gia đình. Một bàn thờ sạch sẽ, ngăn nắp sẽ giúp gia đình bạn luôn được che chở và đón nhận những điều tốt đẹp. Tóm lại, việc duy trì sự sạch sẽ tại 7 vị trí quan trọng trong nhà không chỉ giúp không gian sống trở nên thoải mái hơn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc và vận may của gia chủ. Phong thủy không chỉ là cách bài trí mà còn là việc duy trì năng lượng tích cực thông qua sự gọn gàng, sạch sẽ. Những vị trí như cửa chính, phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, phòng tắm, cầu thang và bàn thờ đều có tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng lớn đến tài lộc và sự thịnh vượng của gia đình. Hãy nhớ rằng, một ngôi nhà sạch sẽ, thoáng đãng không chỉ mang lại sự bình an mà còn giúp gia chủ thu hút tài lộc, may mắn. Phong thủy đã từ lâu trở thành một bộ môn được nhiều người coi trọng, không chỉ là một yếu tố trong việc sắp xếp ngôi nhà mà còn có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống và tài lộc của gia đình. Người ta tin rằng, nếu không chú ý đến những nguyên tắc phong thủy cơ bản, gia chủ có thể rơi vào cảnh nghèo khó, bệnh tật, công việc bế tắc, tiền bạc không giữ được. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được những lỗi phong thủy cơ bản này. Đôi khi, chỉ một sai lầm nhỏ trong việc sắp đặt ngôi nhà cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường, khiến gia đình lâm vào cảnh khốn khó, làm mãi vẫn không thể phát đạt. Vì vậy, việc nắm bắt và hiểu biết về phong thủy là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong việc tránh những lỗi phong thủy phổ biến mà nhiều người không để ý. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 8 lỗi phong thủy nghiêm trọng có thể khiến gia chủ nghèo mạt kiếp, tài lộc đội nón ra đi, làm việc vất vả nhưng kết quả vẫn lụi bại, gia đình lục đục, bệnh tật đau ốm kéo dài. Hãy cùng khám phá để hiểu rõ hơn về cách chúng ta có thể thay đổi phong thủy trong nhà, từ đó mang lại cuộc sống thịnh vượng và bình an cho gia đình. 1. Đặt gương đối diện cửa chính, chặn đứng tài lộc vào nhà. Một trong những lỗi phong thủy phổ biến và nghiêm trọng nhất chính là đặt gương đối diện cửa chính. Theo nguyên tắc phong thủy, cửa chính là nơi năng lượng tốt, tài lộc đi vào nhà. Tuy nhiên, nếu đặt gương đối diện cửa chính, tất cả năng lượng tích cực và tài lộc sẽ bị phản chiếu trở lại và không thể vào nhà. Điều này không chỉ làm mất đi cơ hội tài chính mà còn làm cho gia đình dễ gặp phải những khó khăn không lường trước. Để hóa giải lỗi phong thủy này, bạn nên di chuyển gương sang một vị trí khác hoặc đặt ở những nơi không trực tiếp đối diện cửa chính. Một chiếc gương lớn có thể tạo không gian mở rộng rãi, nhưng nếu đặt sai chỗ, nó có thể khiến bạn đánh mất tài lộc quý giá. 2. Nhà vệ sinh nằm ở trung tâm ngôi nhà, tiêu tan tài lộc và may mắn.
Vị trí trung tâm của ngôi nhà được xem như là trái tim của toàn bộ căn nhà, nơi hội tụ và lan tỏa năng lượng tích cực. Nhưng nếu nhà vệ sinh lại nằm ở trung tâm ngôi nhà, điều này sẽ tạo ra dòng chảy năng lượng âm, gây ra sự tiêu tán tài lộc, làm hao mòn sức khỏe và sự thịnh vượng của gia chủ. Nhà vệ sinh vốn là nơi chứa năng lượng tiêu cực, và khi đặt ở trung tâm nhà, nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình, khiến tài lộc và may mắn dần dần trôi đi. Để khắc phục lỗi này, bạn cần giữ cho nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, thoáng mát. Hãy thường xuyên đóng cửa nhà vệ sinh khi không sử dụng và treo thêm một số vật phẩm phong thủy như cây xanh hoặc bùa phong thủy để trung hòa năng lượng tiêu cực. 3. Giường ngủ đặt đối diện cửa ra vào, làm suy giảm sức khỏe và tài vận. Giường ngủ là nơi mà chúng ta dành 1/3 cuộc đời để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, nếu giường ngủ được đặt đối diện cửa ra vào, điều này sẽ tạo nên sự xâm nhập trực tiếp của năng lượng bên ngoài vào giấc ngủ của bạn. Năng lượng này có thể làm bạn cảm thấy mệt mỏi, bất an và khó có được giấc ngủ ngon. Ngoài ra, theo phong thủy, giường ngủ đối diện cửa ra vào còn làm mất đi sự ổn định về tài vận, khiến bạn luôn trong trạng thái lo âu về tài chính. Cách tốt nhất để khắc phục là di chuyển giường ra khỏi vị trí đối diện cửa hoặc sử dụng một tấm bình phong để chắn lại. Điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và mang lại sự yên bình, tài lộc cho gia chủ. 4. Cửa trước và cửa sau thẳng hàng, tài lộc dễ dàng trôi đi. Một trong những nguyên tắc quan trọng trong phong thủy nhà ở là tài lộc cần được giữ lại trong nhà, không để nó trôi qua một cách vô tình. Nếu cửa trước và cửa sau của nhà bạn thẳng hàng với nhau, điều này sẽ tạo ra dòng chảy năng lượng quá nhanh, khiến tài lộc và may mắn trôi đi mà không thể giữ lại. Bạn có thể làm việc rất chăm chỉ, nhưng tiền bạc lại không thể tích lũy, giống như nước chảy ra khỏi nhà mà không thể giữ lại. Để hóa giải, bạn có thể đặt một vật chắn như bàn, ghế, cây xanh hoặc rèm cửa giữa hai cửa để làm chậm dòng chảy năng lượng. Điều này sẽ giúp tài lộc có thời gian dừng lại và lưu giữ trong ngôi nhà, mang lại sự thịnh vượng và may mắn. 5. Cầu thang đối diện cửa chính, làm mất tài lộc và cơ hội. Cầu thang trong phong thủy tượng trưng cho sự di chuyển của năng lượng giữa các tầng trong nhà. Tuy nhiên, nếu cầu thang đối diện với cửa chính, năng lượng tích cực và tài lộc sẽ trôi đi một cách nhanh chóng, làm cho gia đình không thể giữ được tiền bạc và cơ hội tốt. Điều này đặc biệt nghiêm trọng nếu cầu thang đổ thẳng xuống cửa chính, vì nó sẽ kéo toàn bộ tài lộc xuống và ra khỏi nhà. Để khắc phục, bạn có thể đặt một tấm bình phong hoặc cây cảnh ở chân cầu thang, giúp làm chậm lại dòng chảy năng lượng. Điều này sẽ giúp tài lộc không bị thất thoát mà còn lưu giữ lại trong nhà. 6. Nhà bếp đối diện nhà vệ sinh, gây hao tài, tổn hại sức khỏe. Nhà bếp và nhà vệ sinh là hai không gian có tính chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi nhà bếp là nơi mang đến sự ấm no và thịnh vượng, nhà vệ sinh lại là nơi chứa năng lượng tiêu cực và tiêu tán. Khi hai không gian này đối diện nhau, sự xung đột về năng lượng sẽ làm cho tài lộc trong nhà bị tổn hại, đồng thời ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả gia đình. Cách hóa giải đơn giản nhất là luôn giữ nhà vệ sinh sạch sẽ, cửa luôn đóng kín. Bạn cũng có thể treo một tấm rèm hoặc đặt một bức bình phong giữa hai không gian này để ngăn chặn sự ảnh hưởng của năng lượng tiêu cực từ nhà vệ sinh lên nhà bếp. 7. Cây khô hoặc cây chết trong nhà, cản trở dòng chảy tài lộc. Cây xanh luôn được xem là biểu tượng của sự sinh trưởng và phát triển, mang lại năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Tuy nhiên, nếu cây trong nhà bị chết hoặc khô héo, điều này không chỉ làm mất đi vẻ đẹp mà còn mang lại xui xẻo. Cây chết tượng trưng cho sự lụi tàn và ngăn cản sự phát triển của tài lộc trong gia đình. Điều này cũng tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng đến sự thịnh vượng và sức khỏe của gia chủ. Hãy luôn chăm sóc cây xanh trong nhà, thay thế ngay những cây đã chết bằng cây mới, tươi tốt. Cây xanh không chỉ giúp làm sạch không khí mà còn giúp tài lộc và năng lượng tích cực chảy vào nhà bạn một cách dễ dàng hơn. 8. Treo đồng hồ hỏng, mang lại sự trì trệ và xui xẻo. Đồng hồ không chỉ là công cụ đo thời gian mà còn đại diện cho sự trôi chảy và vận động của cuộc sống. Nếu bạn để một chiếc đồng hồ hỏng trong nhà, điều này sẽ làm ngưng động năng lượng, khiến cuộc sống trở nên trì trệ, kém may mắn. Gia đình bạn có thể gặp nhiều khó khăn trong công việc, tài chính cũng như các mối quan hệ nếu đồng hồ không hoạt động bình thường.
hãy sửa chữa hoặc thay thế ngay những chiếc đồng hồ bị hỏng. Một chiếc đồng hồ hoạt động tốt sẽ giúp năng lượng trong ngôi nhà luôn lưu thông, mang lại sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Những lỗi phong thủy tưởng chừng nhỏ nhặt lại có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với tài lộc và sức khỏe của gia đình. Việc tránh những lỗi phong thủy trên không chỉ giúp bạn giữ được tài lộc mà còn mang lại sự thịnh vượng, bình an. Hãy luôn chú ý đến cách sắp đặt và bài trí trong ngôi nhà của mình để đảm bảo năng lượng tích cực luôn hiện diện và tài lộc luôn chảy về ngôi nhà. Cơ thể của chúng ta không ngừng biến đổi. Những thay đổi nhỏ bé mà chúng ta thường ít chú ý đến có thể ẩn chứa những thông điệp sâu xa về vận mệnh và tài lộc. Theo phong thủy và nhân tướng học, mỗi biến đổi trên cơ thể đều có thể báo hiệu một giai đoạn mới, một vận may đang đến gần. Đó có thể là dấu hiệu của sự thịnh vượng, khi tài lộc đang chờ đón chúng ta. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 8 bộ phận trên cơ thể mà nếu có sự thay đổi, sẽ là điềm báo cho một tương lai phát tài, giàu có. Hãy lắng nghe cơ thể mình, nhận ra những tín hiệu này để chuẩn bị tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sắp đến. 1. Lông mày rậm và đen hơn. Lông mày từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự phú quý và tài lộc trong nhân tướng học. Người có lông mày rậm và đen thường được cho là người có cuộc sống thịnh vượng, dễ dàng đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp. Khi lông mày của bạn đột nhiên trở nên rậm và đen hơn, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tài lộc đang đến gần. Những người có lông mày rậm thường mang trong mình một nguồn năng lượng mạnh mẽ, dễ dàng thu hút những cơ hội tốt lành. Điều này còn cho thấy sự trí tuệ minh mẫn, khả năng nhìn nhận vấn đề rõ ràng và đưa ra những quyết định đúng đắn. Đây là điềm báo tốt lành, báo hiệu rằng bạn đang bước vào một giai đoạn thịnh vượng, công việc suôn sẻ, tài chính ổn định và phát triển mạnh mẽ. 2. Dái tai to và dài. Trong nhân tướng học, dái tai to và dài là biểu hiện của sự phúc hậu, hiền lành và tài lộc dồi dào. Những người sở hữu dái tai to thường được coi là có cuộc sống giàu sang, phú quý, dễ dàng đạt được sự thịnh vượng. Khi dái tai của bạn trở nên to và dài hơn, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang được thần tài chiếu cố, tài lộc sắp đổ về. Dái tai to không chỉ là biểu hiện của sự giàu có mà còn cho thấy bạn có khả năng tích lũy tài sản, quản lý tài chính tốt. Điều này cũng phản ánh một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, với gia đình hòa thuận, công việc phát triển. Đây là điềm báo rõ ràng rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới, công việc thuận lợi, tài chính dồi dào. 3. Bàn tay mềm mại, hồng hào hơn. Bàn tay là nơi phản ánh vận mệnh và tài lộc của một người. Khi bàn tay của bạn trở nên mềm mại hơn, hồng hào và ấm áp, điều này cho thấy bạn đang ở giai đoạn thịnh vượng. Bàn tay mềm mại, hồng hào là dấu hiệu của dòng năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và cơ hội tốt. Những người có bàn tay mềm mại thường mang lại cảm giác ấm áp, thân thiện, dễ tạo thiện cảm với người khác, từ đó dễ dàng đạt được sự hỗ trợ và giúp đỡ trong công việc. Điều này còn cho thấy sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Đây là dấu hiệu tốt, báo hiệu rằng những nỗ lực của bạn trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng, tài lộc sẽ tự động tìm đến. 4. Mũi trở nên cao và sáng hơn. Mũi, theo nhân tướng học, được coi là cung tài bạch, nơi phản ánh trực tiếp tài vận của một người. Khi mũi của bạn đột nhiên trở nên cao hơn, sáng hơn, hoặc lỗ mũi nhỏ gọn hơn, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tài vận của bạn đang trên đà thăng tiến. Mũi cao, sáng không chỉ là dấu hiệu của sức khỏe tốt mà còn biểu hiện cho sự phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Người có mũi cao thường được cho là người có phúc khí, dễ dàng gặp được quý nhân giúp đỡ, mang lại nhiều thành công và thịnh vượng. Điều này còn cho thấy bạn đang ở thời điểm thuận lợi để nắm bắt các cơ hội làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững chắc và phát triển bền vững. 5. Tai ấm và có cảm giác ngứa nhẹ. Theo quan niệm dân gian, tai không chỉ là nơi để nghe mà còn là nơi tiếp nhận năng lượng từ vũ trụ. Khi tai của bạn trở nên ấm áp và có cảm giác ngứa nhẹ, đây có thể là dấu hiệu bạn sắp nhận được tin vui hoặc được ai đó nhắc đến với những lời khen ngợi. Tai ấm là biểu hiện của dòng khí tốt đang lưu thông trong cơ thể, giúp bạn dễ dàng đón nhận tài lộc và sự may mắn. Đây là dấu hiệu tốt lành, cho thấy rằng bạn đang thu hút được những cơ hội tốt, may mắn trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra,
tai ấm còn biểu hiện cho sự thông suốt trong tư duy, giúp bạn dễ dàng đưa ra những quyết định đúng đắn, từ đó đạt được những thành công rực rỡ. 6. Môi đỏ hồng tự nhiên. Môi đỏ hồng tự nhiên là biểu hiện của sự sinh sôi, nảy nở và tài lộc dồi dào. Khi đôi môi của bạn đột nhiên trở nên đỏ hồng, tươi tắn mà không cần dùng son, đó là một tín hiệu tích cực. Đôi môi đỏ hồng không chỉ phản ánh sức khỏe tốt mà còn cho thấy bạn đang thu hút năng lượng tích cực, sự giàu có và may mắn đang đến gần. Môi đỏ hồng còn thể hiện sự tự tin, quyết đoán trong công việc và cuộc sống, giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu và thành công. Đây là dấu hiệu báo trước rằng bạn sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc và thành công trong thời gian tới. 7. Mắt sáng, long lanh hơn thường ngày. Đôi mắt sáng, long lanh là biểu hiện của sự sống động, sự kết nối mạnh mẽ với năng lượng vũ trụ. Khi mắt bạn trở nên sáng hơn, long lanh hơn một cách bất ngờ, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang nhận được sự che chở từ những nguồn năng lượng tốt lành. Đôi mắt sáng còn biểu hiện cho sự minh mẫn, sáng suốt, giúp bạn dễ dàng nắm bắt cơ hội để đạt được thành công. Đây là điềm báo tốt lành, cho thấy rằng bạn sắp sửa bước vào một giai đoạn mới đầy thịnh vượng, khi tài lộc và vận may sẽ tự động tìm đến bạn. 8. Bụng tròn đầy đặn. Bụng tròn đầy đặn là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của sự phú quý và thịnh vượng trong nhân tướng học. Bụng tròn, đầy đặn biểu hiện cho khả năng tích lũy tài sản, sự giàu có và thịnh vượng. Khi bụng của bạn đột nhiên trở nên đầy đặn hơn, đây là dấu hiệu bạn sắp bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về tài chính. Bụng tròn còn cho thấy bạn có cuộc sống ấm no, sung túc, dễ dàng thu hút tài lộc và sự thịnh vượng. Trong phong thủy, bụng tròn đầy đặn cũng biểu hiện cho sự ổn định, hài hòa trong gia đình, mang lại hạnh phúc và may mắn cho cả gia đình. Đây là dấu hiệu tuyệt vời cho thấy bạn sắp sửa đón nhận một giai đoạn mới đầy thịnh vượng và phú quý. Những thay đổi đột ngột trên cơ thể không chỉ là biểu hiện của sự biến đổi về mặt thể chất mà còn là những dấu hiệu phong thủy cho thấy vận mệnh của bạn đang thay đổi theo hướng tích cực. Hãy chú ý và quan sát kỹ những tín hiệu từ cơ thể mình, vì chúng có thể là điềm báo rằng bạn sắp phát tài, giàu có và may mắn. Những thay đổi này không chỉ giúp bạn cải thiện sức khỏe mà còn mở ra những cơ hội lớn trong cuộc sống, giúp bạn đạt được những thành công rực rỡ. Hãy tận dụng cơ hội này để biến những tiềm năng thành hiện thực, mang lại sự thịnh vượng và hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Trong phong thủy, không phải ngẫu nhiên mà các vật phẩm được đặt trong nhà lại có tác động mạnh mẽ đến tài lộc và vận may của gia chủ. Từ xa xưa, các chuyên gia phong thủy đã nghiên cứu và chỉ ra rằng, những vật phẩm này không chỉ là biểu tượng của sự may mắn mà còn giúp kích hoạt những dòng năng lượng tích cực, hút tài lộc và mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Đặc biệt, nếu gia chủ biết cách sử dụng và đặt đúng vị trí, 8 vật phẩm dưới đây sẽ trở thành công cụ mạnh mẽ trong việc thu hút tài lộc, giúp gia đình ngày càng phất lên và trở nên giàu có. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 8 vật phẩm phong thủy cực kỳ may mắn mà các gia đình thường sử dụng để thu hút sự giàu sang và phát đạt. 1. Chuông gió, kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút tài lộc. Chuông gió là một trong những vật phẩm phong thủy phổ biến nhất và có tác dụng mạnh mẽ trong việc thu hút tài lộc và may mắn. Âm thanh nhẹ nhàng và trong trẻo của chuông gió khi rung lên sẽ kích hoạt các dòng năng lượng tích cực trong ngôi nhà, giúp hóa giải những năng lượng xấu và mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ. Khi treo chuông gió, bạn nên chọn vị trí gần cửa ra vào hoặc cửa sổ. Những nơi này là nơi năng lượng dễ dàng lưu thông, và khi chuông gió rung lên, nó sẽ dẫn dắt những luồng năng lượng tốt đi khắp ngôi nhà, kích hoạt tài lộc và thu hút may mắn cho cả gia đình. Chuông gió có thể được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như kim loại, gỗ hoặc gốm sứ, nhưng để mang lại hiệu quả phong thủy tốt nhất, bạn nên chọn chuông gió bằng kim loại. Đặc biệt, số lượng thanh chuông cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút tài lộc, vì vậy hãy chọn chuông gió có 6 hoặc 8 thanh để tối đa hóa tác dụng. 2. Tranh cá chép, biểu tượng của sự thành công và thịnh vượng. Tranh cá chép, đặc biệt là hình ảnh cá chép vượt vũ môn, từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự thành công, sự kiên trì và tài lộc trong phong thủy. Cá chép không chỉ mang lại may mắn trong sự nghiệp mà còn giúp gia chủ tích lũy tài sản, phát triển công việc kinh doanh và thu hút nguồn tài lộc dồi dào. Khi treo tranh cá chép trong nhà, bạn nên chọn vị trí ở phòng khách hoặc phòng làm việc.
Đây là những nơi quan trọng để kích hoạt năng lượng tài lộc. Cá chép trong tranh không chỉ đại diện cho tiền tài mà còn mang lại sự ổn định, lâu dài cho gia đình, giúp các thành viên luôn đạt được thành công trong mọi lĩnh vực. Tranh cá chép thường được kết hợp với hình ảnh sen hoặc hoa mẫu đơn, biểu tượng của sự thịnh vượng và sự cân bằng. Khi treo tranh, bạn nên treo ở nơi dễ nhìn, giúp gia đình luôn nhìn thấy hình ảnh của sự thành công và phát triển. 3. Tranh phong cảnh núi non, tượng trưng cho sự vững chắc và tài lộc dồi dào. Tranh phong cảnh núi non là một biểu tượng phong thủy mạnh mẽ, đặc biệt là khi được treo ở phòng khách hoặc văn phòng làm việc. Núi non trong tranh không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ, giúp gia đình tránh xa những điều xui xẻo mà còn tượng trưng cho sự vững chắc, ổn định và sự phát triển bền vững của tài lộc. Treo tranh phong cảnh núi non phía sau lưng ghế ngồi sẽ tạo ra cảm giác an toàn, đồng thời tạo điều kiện cho năng lượng tài lộc luôn dồi dào và không bị hao tổn. Núi non còn đại diện cho sự thịnh vượng, giúp gia chủ phát triển sự nghiệp một cách ổn định và lâu dài. Một điểm lưu ý khi chọn tranh núi non là hướng của ngọn núi. Hãy chọn những bức tranh có núi cao và đường chân trời rõ ràng, để tượng trưng cho sự vững vàng và mở rộng của tài lộc. 4. Cặp sừng hưu, biểu tượng của sức mạnh và tài lộc. Cặp sừng hưu là vật phẩm phong thủy đặc biệt, mang lại sự may mắn, tài lộc và cả sức mạnh. Trong phong thủy, sừng hưu được xem là biểu tượng của sự phát triển, thăng tiến và thành công. Sừng hưu cũng tượng trưng cho sự dẻo dai, bền bỉ và khả năng vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ tài sản và mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Cặp sừng hưu có thể được treo ở phòng khách hoặc gần cửa ra vào để thu hút tài lộc và bảo vệ gia đình khỏi những nguồn năng lượng xấu. Đặc biệt, với khả năng thu hút vận may, cặp sừng hưu giúp kích hoạt dòng chảy của năng lượng tài lộc, mang lại sự phát đạt và thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Sừng hưu thường được làm bằng chất liệu tự nhiên hoặc nhân tạo, nhưng để đạt được hiệu quả phong thủy tốt nhất, bạn nên chọn cặp sừng thật từ tự nhiên. Điều này giúp tạo ra sự kết nối với năng lượng thiên nhiên và giúp mang lại nguồn tài lộc dồi dào. 5. Gương phong thủy, thu hút ánh sáng và năng lượng tích cực. Gương là một vật phẩm phong thủy có tác dụng khuếch đại năng lượng và thu hút tài lộc. Khi treo gương đúng vị trí, nó có thể tạo ra dòng chảy năng lượng mạnh mẽ trong nhà, mang lại sự may mắn và thịnh vượng cho gia đình. Gương giúp phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác không gian mở rộng và giúp năng lượng tích cực lan tỏa khắp ngôi nhà. Bạn nên treo gương ở những nơi có ánh sáng tự nhiên, như gần cửa sổ hoặc cửa ra vào. Tuy nhiên, hãy tránh treo gương đối diện cửa chính hoặc giường ngủ, vì điều này có thể tạo ra sự xung đột năng lượng. Gương phong thủy không chỉ giúp gia chủ thu hút tài lộc mà còn bảo vệ khỏi những nguồn năng lượng tiêu cực. 6. Tượng rùa phong thủy, biểu tượng của sự trường thọ và tài lộc. Rùa trong phong thủy đại diện cho sự trường thọ, bền vững và tài lộc. Việc đặt tượng rùa trong nhà không chỉ mang lại may mắn mà còn giúp bảo vệ gia đình khỏi những điều xui xẻo. Rùa còn giúp gia chủ cảm nhận được sự bình an và ổn định trong cuộc sống, đồng thời kích hoạt tài lộc dồi dào. Bạn có thể đặt tượng rùa phong thủy ở phía sau nhà hoặc trong phòng khách, nơi tượng trưng cho sự vững chắc và bảo vệ gia đình. Tượng rùa sẽ giúp gia chủ duy trì sự thịnh vượng trong thời gian dài, đảm bảo rằng tài lộc luôn hiện diện trong ngôi nhà. Rùa phong thủy thường được kết hợp với các yếu tố nước, vì nước tượng trưng cho tài lộc. Do đó, việc đặt tượng rùa gần hồ cá hoặc thác nước nhân tạo cũng là cách để kích hoạt dòng chảy tài lộc. 7. Đèn lồng đỏ, tăng cường may mắn và sự thịnh vượng. Đèn lồng đỏ không chỉ là một biểu tượng của văn hóa phương Đông mà còn là vật phẩm phong thủy mạnh mẽ trong việc thu hút tài lộc và may mắn. Màu đỏ trong phong thủy đại diện cho năng lượng dương, sự nhiệt huyết và may mắn. Khi treo đèn lồng đỏ trong nhà, gia chủ sẽ cảm nhận được dòng chảy tài lộc và sự thịnh vượng luôn hiện hữu. Bạn có thể treo đèn lồng đỏ ở cửa chính, phòng khách hoặc sân vườn để kích hoạt năng lượng may mắn. Đèn lồng đỏ không chỉ mang lại vẻ đẹp truyền thống mà còn giúp cân bằng năng lượng và thu hút sự thịnh vượng cho cả gia đình. 8. Bình phong thủy, bảo vệ và lưu giữ tài lộc. Bình phong thủy là một trong những vật phẩm quan trọng để giữ tài lộc và bảo vệ sự thịnh vượng của gia đình. Bình thường được làm từ các chất liệu như gốm sứ, đồng hoặc vàng, bình phong thủy không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng mà còn giúp kích hoạt dòng chảy tài lộc, giữ cho tiền bạc và may mắn luôn ở lại trong nhà.
bạn nên đặt bình phong thủy ở những nơi quan trọng như phòng khách hoặc phòng làm việc. Điều quan trọng là bình luôn sạch sẽ và được chăm sóc kỹ lưỡng, bởi khi năng lượng trong bình luôn dồi dào, tài lộc của gia đình cũng sẽ thăng tiến không ngừng. Trong cuộc sống hàng ngày, có những việc tưởng chừng như vô hại nhưng thực tế lại ẩn chứa những rủi ro lớn, đặc biệt là khi làm vào ban đêm hoặc trước khi đi ngủ. Từ quan điểm phong thủy, tử vi và tâm linh, những hành động tưởng như nhỏ nhặt ấy có thể mang đến những điều không may mắn, thậm chí còn dẫn đến họa lớn cho gia chủ. Người xưa vẫn thường khuyên rằng, cẩn tắc vô áy náy, có nghĩa là hãy luôn cẩn trọng, đặc biệt là khi đêm xuống, vì năng lượng trong không gian thay đổi. Ban đêm là thời điểm âm khí thịnh, những thế lực không tốt dễ dàng xâm nhập vào không gian sống của chúng ta nếu không có sự đề phòng. Đặc biệt, những việc làm trước khi đi ngủ hoặc vào lúc trời tối luôn cần phải được quan tâm, bởi đó là thời điểm chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất tỉnh táo, không chú ý đến các yếu tố phong thủy và tâm linh quan trọng. Nếu không chú ý, rất có thể chúng ta vô tình mời gọi những điều xui xẻo, không may mắn vào nhà. Không chỉ ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe mà còn đe dọa đến sự hòa thuận và bình an của cả gia đình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá 8 việc tuyệt đối cấm kỵ không nên làm khi trời tối hoặc trước khi đi ngủ, để tránh gặp phải những hậu quả không mong muốn. Hãy chú ý lắng nghe và áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày để giữ cho gia đình bạn luôn thịnh vượng, may mắn và bình an. 1. Mở cửa vào ban đêm khi không có lý do chính đáng. Một trong những nguyên tắc cơ bản trong phong thủy là không nên mở cửa nhà vào ban đêm mà không có lý do chính đáng. Mở cửa vào buổi tối không chỉ làm cho không khí trong nhà bị thất thoát, mà còn là hành động mời gọi những yếu tố tiêu cực từ bên ngoài vào nhà. Ban đêm là thời gian âm khí thịnh, và việc mở cửa có thể dẫn đến việc mời gọi các thế lực xấu, tà khí vào không gian sống của gia đình. Không những vậy, trong tâm linh, mở cửa vào ban đêm còn là dấu hiệu của sự mất mát tài lộc. Nhiều người cho rằng khi mở cửa vào lúc này, năng lượng tích cực và tài lộc trong nhà sẽ bị thoát ra ngoài, khó lòng thu lại được. Điều này khiến tài lộc của gia đình giảm sút, làm ăn không thuận lợi. 2. Quét nhà vào buổi tối, quét đi tài lộc. Quét nhà là một công việc dọn dẹp hàng ngày, nhưng theo quan niệm phong thủy, việc quét nhà vào buổi tối là điều cấm kỵ. Việc này được cho là sẽ quét đi tài lộc và may mắn của gia đình. Trong phong thủy, mỗi không gian sống đều chứa một lượng tài khí nhất định, và việc quét nhà vào ban đêm giống như việc quét sạch những tài khí này ra khỏi nhà. Người xưa cũng thường truyền tai nhau rằng, nếu quét nhà vào buổi tối, bạn sẽ gặp phải những điều xui xẻo, công việc không thuận lợi, tiền bạc khó giữ được. Vì vậy, nếu có thể, bạn nên tránh quét nhà vào buổi tối, thay vào đó hãy dọn dẹp vào buổi sáng hoặc chiều để giữ cho tài lộc và may mắn luôn ở lại trong gia đình. 3. Phơi quần áo vào ban đêm, hấp thu năng lượng âm. Phơi quần áo vào ban đêm là một việc làm cần tránh vì theo phong thủy và tâm linh, ban đêm là thời điểm âm khí vượng, quần áo sẽ hấp thu năng lượng âm từ môi trường xung quanh. Điều này có thể làm cho người mặc dễ bị mất sức, mệt mỏi, thậm chí gặp phải bệnh tật không rõ nguyên nhân. Năng lượng âm tích tụ trên quần áo còn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và tinh thần của người mặc, khiến họ luôn cảm thấy u ám và tiêu cực. Đặc biệt, nếu bạn phơi quần áo trước khi đi ngủ, bạn sẽ dễ gặp ác mộng và mất ngủ. Để tránh điều này, bạn nên phơi quần áo vào ban ngày, nơi có ánh sáng mặt trời để hấp thụ năng lượng dương, tốt cho sức khỏe và tinh thần. 4. Cắt móng tay, móng chân vào ban đêm, gọi mời điều không may. Theo quan niệm cổ truyền, cắt móng tay, móng chân vào ban đêm là điều cấm kỵ vì đây là hành động gọi mời các thế lực xấu và mang lại xui xẻo. Người xưa tin rằng, việc cắt móng vào ban đêm sẽ khiến cho bạn mất đi may mắn, gặp phải nhiều rắc rối không đáng có trong cuộc sống. Không chỉ vậy, việc cắt móng tay, móng chân vào buổi tối còn có thể khiến cho bạn dễ gặp phải những tổn thương về sức khỏe, và đặc biệt là sự chia cắt, mâu thuẫn trong gia đình. Vì vậy, bạn nên tránh cắt móng tay vào buổi tối và chỉ nên làm việc này vào ban ngày để giữ cho vận khí và tài lộc luôn trôi chảy. 5. Đi qua gương vào ban đêm, phản chiếu năng lượng xấu. Trong phong thủy, gương được coi là một vật phẩm quan trọng có khả năng phản chiếu năng lượng. Tuy nhiên, vào ban đêm, năng lượng âm thường chiếm ưu thế,
và khi bạn đi qua gương vào thời điểm này, gương có thể phản chiếu những năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài lộc của bạn. Không ít người đã chia sẻ rằng họ thường gặp ác mộng sau khi vô tình đi qua gương vào ban đêm. Nếu có thể, bạn nên tránh để gương ở những nơi dễ nhìn thấy vào buổi tối, đặc biệt là trong phòng ngủ. Nếu gương phản chiếu trực tiếp vào giường ngủ, bạn có thể dễ dàng gặp phải tình trạng mất ngủ, tâm trạng không ổn định và cảm thấy mệt mỏi vào sáng hôm sau. 6. Nói chuyện quá lớn tiếng vào ban đêm, gây mất hòa khí. Việc nói chuyện lớn tiếng vào ban đêm không chỉ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác mà còn mang lại năng lượng tiêu cực cho không gian sống. Âm thanh quá lớn vào buổi tối có thể gây ra sự mất cân bằng trong phong thủy, làm xáo trộn sự bình yên của gia đình. Năng lượng ồn ào thường gắn liền với sự hỗn loạn và mất kiểm soát, khiến tài lộc và vận may khó đến. Không chỉ vậy, việc này còn gây ra sự căng thẳng và mất hòa khí giữa các thành viên trong gia đình. Nếu bạn muốn duy trì sự hài hòa, thịnh vượng trong gia đình, hãy tránh nói chuyện lớn tiếng vào ban đêm. 7. Đốt nhang, đèn vào buổi tối mà không có lý do, thu hút năng lượng không tốt. Việc đốt nhang hay đèn vào buổi tối khi không có lý do rõ ràng là điều không nên làm. Theo quan niệm phong thủy, nhang và đèn thường được sử dụng để cúng bái, thờ cúng, hoặc thu hút linh hồn. Nếu bạn đốt nhang hoặc đèn vào buổi tối mà không có mục đích cúng bái, điều này có thể vô tình thu hút các linh hồn lang thang hoặc những năng lượng không tốt vào nhà. Đặc biệt, nếu gia đình bạn không cẩn thận, việc này có thể dẫn đến sự mất mát tài lộc và gặp phải nhiều rắc rối không mong muốn. Hãy chỉ đốt nhang và đèn khi thực sự cần thiết và luôn chắc chắn rằng bạn đã tắt chúng trước khi đi ngủ. 8. Để nhà cửa bừa bộn trước khi đi ngủ, tích tụ năng lượng xấu. Không gian sống ảnh hưởng rất nhiều đến tài lộc và vận may của gia đình. Nếu nhà cửa bừa bộn trước khi đi ngủ, bạn sẽ vô tình tích tụ năng lượng xấu trong không gian sống của mình. Nhà cửa bừa bộn không chỉ tạo cảm giác khó chịu mà còn là nơi trú ngụ của năng lượng tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ và sức khỏe của bạn. Trước khi đi ngủ, hãy dành thời gian dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Điều này sẽ giúp bạn tạo ra một không gian sống thoải mái, dễ chịu và giúp tài lộc, may mắn luôn lưu thông trong gia đình. Phong thủy và tâm linh không chỉ là những khái niệm xa vời, mà thực sự có tác động rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Việc tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về phong thủy không chỉ giúp bạn giữ gìn sức khỏe, gia đình êm ấm mà còn mang lại tài lộc, may mắn. Những việc cấm kỵ khi trời tối hoặc trước khi đi ngủ mà chúng ta vừa khám phá không phải là điều khó thực hiện, nhưng lại có tác động rất lớn đến vận mệnh của mỗi người.